我带高峰，早不是一望笑说我欲求败，手将他俘虏时，心竟将他了解，一遇上了他，跟定了他，心是废柴。战士放胜的心，兵皆大。踏上新的進階，更盼會有一天不再問誰勝誰敗，有份有命天分散天願捱，有意有情也別離真的費解，愛情終生的心債，活着仍然欠未用力，名声愿为情埋。Sương, tôi có chuyện muốn nói với cô. Giữa tôi và Huynh thật sự không có gì để nói. Tôi biết cô không thích tôi cho lắm. Và tôi cũng biết những chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cô nói rất đúng. Nếu như có người tốt với tôi, tại sao tôi không cố gắng trân trọng chứ? Huynh muốn nói nhào Tuyết. Cô yên tâm, tôi thật lòng với cổ. Tôi nhất định không phụ lòng cổ. Sau này tôi còn hy vọng sẽ thành thân với cổ. Cái gì? Thành thân? Chắc là cô lấy làm lạ tại sao tôi nói chuyện này với cô. Cô là một người hiểu chuyện. Tôi nói với cô là muốn cô có thể yên tâm, và cũng hy vọng có thể trình bày với Ngạo Tuyết. Những gì tôi nói chỉ có nhiêu đó. Tí tí, sao tỷ có nhìn về bên đó vậy? Không có gì. Tuyết à, hình như dạo này thấy muội vui lắm. Lúc nào mà cũng như vậy mà. Muội và Bạch Thừa Trung thân lắm à? Tỷ cảm thấy con người của Bạch Thừa Trung thế nào? Có phải tỷ cảm thấy y giỏi hơn Minh Sư Huynh không? Sao muội lại hỏi vậy chứ? Không, mười thấy cha lúc nào cũng lo không biết nên chọn ai làm đệ tử trưởng môn. Mười cảm thấy con người của Thừa Trung cũng được lắm, y siêng năng, ngộ tính lại cao, mai mốt y sẽ có thể phát dương quang đại phái Thiên Sơn chúng ta. Nhưng Minh Sư Huynh theo cha bấy lâu, hơn nữa con người y rất là trung hậu mà. Nếu nói như tỷ, tức là con người của Thừa Trung không trung hậu rồi. Tuyết à, thì tỷ tự biết xét người cẩn thận hơn mười. Tỷ cảm thấy con người của Thừa Trung không đáng tin cho lắm. Mùi đừng nên tin hắn sẽ thật lòng với mùi nha. Rõ ràng tỷ có thành kiến với Thừa Trung. Thừa Trung có thật lòng với mùi hay không chỉ có mùi mới biết. Tỷ dựa vào đâu mà nói y không đáng tin? Tuy, tỷ tuyệt đối không có thành kiến với hắn. Những gì tỷ nói đều là những lời nói công bằng. Tỷ rất hiểu, bây giờ mùi tốt với hắn như vậy, dĩ nhiên là bên vực hắn rồi. Mùi biết, đàn ông trên thế gian này không ai đáng tin, ngoại trừ Lâm Khang của tỷ, có phải không? Tỷ không có nói vậy. Không hả? Tỷ nhìn người giỏi như vậy, tại sao tỷ không nhìn thấy Lâm Khang là người xấu? Tại sao tỷ không nhận thấy hắn đã giết mẹ của chúng ta? Tuyết! Tuyết à! Xin lỗi tỷ. Mùi không có ý làm tỷ đau khổ. Mùi biết những gì tỷ nói đều muốn tốt cho mùi. Mùi sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Mùi muốn đi thăm mộ mẹ. Thank you.
Cha lại đến đây than ngắn thở dài hả? Cha đường đường là chủ môn Thiên Sơn, mẹ của con chết thảm như vậy, đến bây giờ cha vẫn không tìm được tên hung thủ Lâm Khắc. Cha thật có lỗi với mẹ con. Cha đừng đau khổ như vậy. Mẹ chết thảm như vậy, cha nhất định sẽ bắt được hung thủ trả thù cho mẹ mà. Nếu cha tìm được Lâm Khắc, cha nhất định moi tim của nó ra tế mẹ con. Cha nhớ giữ gìn sức khỏe của mình á. Tuyết, con đã lớn rồi, nên thân hơn trước nha. Cha đừng trách con nhiều chuyện. Công việc ở Thiên Sơn bề bộn, phiền phức như vậy. Thật ra cha cũng nên tìm một người để chia sẻ với cha. Tìm một người? Đó là mau chóng tìm một đệ tử trưởng môn, dẫn sẵn một truyền nhân, để công việc của bổn phái có thể có người chia sẻ với cha. Như vậy cha khỏi phải lo lắng mọi bề. Cha nghĩ con nói có đúng không? Chuyện này á, mấy năm trước cha đã có dự tính rồi. Nhưng mà trong số những đệ tử trưởng môn, đến nay cha cũng không phát hiện người nào. Sao không có chứ? Chính là bà Thừa Trung. Bạch Thừa Trung? Dạ. Con người y cần cù, ngộ tính lại cao. Hơn nữa y đã làm không ít việc cho Thiên Sơn ta. Nếu con là cha, con nhất định chọn y làm đệ tử trưởng môn. Tuy Bạch Thừa Trung rất khá, nhưng mà hắn nhập môn không được bao lâu, căn cơ công phu vẫn chưa thâm hậu. Nếu cha mạo muội truyền ngôi cho hắn, cha sợ các đệ tử sẽ không phục. Nếu công phu của y giỏi hơn các đệ tử thì sợ gì bọn họ không phục chứ? Sao con biết công phu của nó giỏi hơn các đệ tử khác? Dĩ nhiên là con biết. Lúc nào con cũng cảm thấy một mình y siêng năng luyện tập. Bây giờ võ công của hắn so với lúc nhập môn giỏi hơn gấp mấy lần. Thật à? Dạ. Từ lúc mẹ của con chết đến nay, lâu rồi cha không thử võ công của nó. Cha, nếu cha không tin, cha có thể đích thân đi thử mà. Đừng chậm trễ nữa. Cũng như cha nói, cha nóng lòng tìm một truyền nhân Thiên Sơn học phi tinh kiếm pháp để đối phó thiên ma. Theo con nghĩ, Bạch Thừa Trung nhất định đạt được theo ý của cha. Quả nhiên công phu của con đã tiến bộ hơn trước nhiều. Cha, theo như cha nói, sẽ chọn Thừa Trung làm đệ tử trưởng môn. Ta biết sắp xếp mà. Thừa Trung, huynh còn không mau tới đó cảm ơn cha. Cảm ơn sư phụ quan tâm. Nếu Thừa Trung may mắn trở thành đệ tử của trưởng môn phái Thiên Sơn, con nhất định tận tâm tận lực phát dương quang đại võ công của phái Thiên Sơn. Tốt, mừng cho con có ý chí đó. Để ta đích thân dạy võ công cho con. Cảm ơn sư phụ. Quýnh con sao chứ Thừa Trung? Tại không, sao vậy? Không, sư phụ, chúng ta luyện tiếp. Thừa Trung, Thừa Trung, tại sao kinh mạch con lại như vậy? Dạ, có phải lúc nãy cha làm em bị thương không? Không phải, sư phụ, con chỉ luyện tập quá độ, con không sao. Con nói dối, nói rằng là bị tẩu quá nhập ma. Có phải Nguyễn Phi tình kiếm phổ giả là do con lấy? Không phải. Dạ, không phải đâu mà. Con trôi à? Con không lấy mà sư phụ. Thì ra kẻ lấy phi tình kiếm phổ là người. Tay của người chính là bằng chứng. Cha, đừng mà cha. Thừa Trung mau chạy đi. Cha, đi ra. Thừa Trung mau chạy đi. Cha, đừng mà cha. Thừa Trung mau chạy đi. Cha, đừng mà. Thật ra con đã cảm thấy hắn không đáng tin rồi mà. Tỷ tỷ. Một kẻ thì giết sư mẫu, phản bội sư môn. Một kẻ thì làm cướp lấy bí kíp. Liễu Hàng Sơn này nhận hai tên đệ tử đó, coi như có mắt mà không trồng. Dạ, có thể Thừa Trung vì chuyện gì đó nên em bị thương thôi mà. Còn còn nói nữa. Tuyết à, đừng chọc tức cha mà. Cũng may là ta không nghe lời con, chọn nó làm đệ tử trưởng môn. Nếu không ta truyền tâm pháp Thiên Sơn cho nó, ta không biết sẽ ăn nói sao với liệt đại tổ tiên. Sư phụ,
Tôi coi tìm khắp trên núi cũng không thấy bóng dáng của Bạch Thừa Trung đâu hết. Nhất định nó đã trốn khỏi ngọn núi này. Lập tức thông báo các môn phái giúp truy bắt tên phản đồ. Dạ. Tuyết à, người cũng đáng đau lòng vì người này. Thật chất con người của Bạch Thừa Trung không đáng tin. Thật ra cách đây không lâu, hắn đã biểu lộ với tỷ rồi. Hắn nói là rất yêu tỷ. Mùi không biết đâu. Cho nên khi tỷ biết mùi và hắn quen nhau, tỷ đã khuyên mùi phải cẩn thận rồi mà. Không lý nào. Thì chưa biết chuyện của tỷ và Lâm Khang, muốn khuyên giải tỷ, tại tỷ hiểu lầm thôi mà. Lẽ nào tỷ lại hồ đồ như vậy chứ? Thật ra cây quạt hắn tặng cho mùi đúng ra có chữ là cúc tàn độc hữu ngạo sư chi. Hắn muốn tặng cho tỷ trước. Cho dù đúng, con người luôn thay đổi có gì lạ đâu. Nhưng hắn thay đổi nhanh quá. Hơn nữa thì cảm thấy con người của hắn rất nhiều thâm kế. Tỷ nghi ngờ hắn không chỉ lấy quyển tâm kinh của cha, đến cái chết của mẹ cũng rất có liên quan đến hắn. Không thể nào, tỷ nói bậy. Mùi thử nghĩ xem, hắn vì luyện công đến tẩu quả nhập ma, hắn phải lấy tâm kinh mới giữ được mạng sống, và quyển tâm kinh đó để ở phòng của mẹ. Thực chất Thừa Trung không có lấy quyển tâm kinh đó. Hôm đó cái phòng của mẹ là Lâm Khang. Như Lâm Khang lấy quyển tâm kinh đó thì có ích gì chứ? Tóm lại hung thủ giết mẹ nhất định là Lâm Khang. Thì đã hỏi Lâm Khang, y không có giết mẹ. Thì biết nhất định hung thủ là người khác. Là người khác? Vậy thì có thể là muội. Tuyết à, muội đừng như vậy mà. Chỉ bằng muội suy nghĩ kỹ có đề cập với ai quyển tâm kinh đó để ở chỗ của mẹ còn hay hơn. Hả? Có không? Muội nói đi. Bây giờ tỷ nói nhiều chẳng qua mới minh vực Lâm Khang thôi phải không? Tuyết à, tại sao? Tại sao ai đây đều đổ qua cho Thừa Trung? Tại sao ai cũng đổ qua cho hắn chứ? Tuyết, đừng vậy mà. Nghe tỷ nói đi. Không nghe, mới không muốn nghe. Tỷ đi đi. Tuyết à, tỷ đi đi mà, mới không nghe gì hết. Khang, tập xong rồi hả? Nè, uống chén canh trước đi. Cảm ơn mẹ. Không có gì. À phải, lúc nãy tự nhiên mẹ nghe con thở dài. Thật ra có tâm sự gì vậy? Con cảm thấy, tuy con học được một thứ võ nghệ, nhưng con phát hiện chẳng dùng được gì. Hả? Tại sao? Hằng ngày con sống ở những nơi hoang sơ gió lạnh. Ngày nào cũng đứng nhìn qua cỏ gia súc. Thực chất không có cơ hội làm chút việc cho võ lâm. Con có thể rời khỏi nơi này bôn ba giang hồ mà. Con đã nghĩ rồi. Bây giờ tuổi tác của mẹ đã cao, phải có người bên cạnh chăm sóc mới đúng chứ. Bây giờ sức khỏe của mẹ rất tốt, không cần con lo lắng nữa. Coi bộ con còn nguyên nhân khác mới ở lại đây. Đúng đó mẹ. Đúng là con có điều khó nói. Mẹ à, mẹ không trách con giấu mẹ chứ? Làm gì có. Mẹ tin con của mẹ có tấm lòng minh biện thị phi. Nè, chỉ cần con không thẹn với lòng thì không cần phải buồn bực. Còn chuyện của Võ Lâm, mẹ hoàn toàn không biết. Nếu con thực sự có ý định cứu Thế Phò Nghệ, con nhất định phải tìm cách đạt được. Có tin gì không? Có. Gần đây Bạch Thừa Trung của phái Thiên Sơn phản bội sư môn. Bây giờ Liễu Hàng Sơn được cái ban mình giúp tìm tung tích của hắn. Đáng tiếc bây giờ bản thân mình còn khó giữ. Còn nữa, ban chủ gọi mình về tổng đài bàn bạc. Trời ơi, lâu quá. Ngồi nắng chang chang vậy chưa có gì ăn hết hay sao? Ôi, biết chờ bao giờ quá đi. Đốc vậy huynh đệ. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến tổng đà là có một việc cần tuyên bố. Hả? Cái gì vậy?
ba ngày trước. Phân đà Trường An của chúng ta đã bị đệ tử Thiên Ma phục kích. Kết quả chúng ta có hơn 100 huynh đệ bỏ mạng. Thiên Ma hoành hành võ lâm, tàn sát mọi người, không phải là lần đầu tiên. Lần này chúng đã đánh công khai đối đầu cái bang chúng ta, rõ ràng muốn tiêu diệt cái bang ta. Hồ, trời vậy mà cũng được à? Trời ơi, nhưng cái bang của ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ như vậy. Chúng ta phải tiêu diệt Thiên Ma thay trời hành đạo. Đúng đó, tiêu diệt Thiên Ma thay trời hành đạo đi. Thay trời hành đạo. Vết thương tự nhiên thế nào? Thật ra cứ lại. Vị thiếu hiệp đây quả là thân thủ bất phàm. Các bạn của chúng tôi được huynh đệ giúp đỡ, thật không biết làm sao cảm ơn. Không cần khách sáo. Thiên Ma ngang tàn hống hết, phàm là người trong võ lâm cần phải đồng tâm hiệp lực trừ ma mới đúng. Thôi, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Khoan đi đã. Hôm nay được thiếu hiệp giúp đỡ, cho hỏi cao danh quý tánh. Kiếm tác vô danh, ma đạo bất vĩnh, cứ gọi tôi là vô danh khách. Quả như là hào khí hơn người. Hôm nay Hồ Mổ có thể quen với vị anh hùng như vậy, thật sự là vinh hạnh. Hồ ban chủ quá khen. Không biết chừng nào mới được gặp lại thiếu hiệp. Tại hạ là khách của Phúc Lâm Môn, ban chủ có gì chỉ dạy, chúng ta có thể trao đổi tại đó. Kiếp. Không ngờ trong võ lâm còn một kỳ nhân nghĩa sĩ như vậy. Cái gì? Ba người liên kết cũng không đánh lại hắn sao? Thực ra tên này là thần thánh phương nào? Thiên Tùng, đệ tử không nhận được hắn thuộc môn phái nào, nhưng võ công của hắn rất là khác mọi người. Lần này chúng con ra trận thất bại, sẽ Thiên Tôn trừng phạt chúng con. Thật là khốn kiếp. Bọn ăn mày này dám mượn thế lực bên ngoài đối đầu với Thiên Thánh giáo ta. Chuyện lần này không liên quan đến các người. Các người đứng lên. Tạ Thiên Tôn. Phạm Liệt, ngươi hãy đi thám thính xem lý lịch của tên giấu mặt này. Dạ, Thiên Tôn. Lần trước khi ta tấn công Thi Sơn đã bị Kim Câu Ngân Tiêu cản trở. Lần này cái bang lại được giúp đỡ. Đợi sau khi Tử Yên luyện xong quyết giải tầm hục trưởng, để coi còn ai có thể ngăn cản ta xưng bá võ lâm. Trấn Hùng, Bích Ngọc, hai người hãy tỉ thí với Tử Yên. Dạ, Thiên Tôn. Tử Yên, Thiên Tôn. Ra tay đi. Dừng tay. Tử Yên, quyết giải tầm hồn chưởng. Tử Yên, đủ rồi. Sao công lực của Tử Yên đột nhiên lại mạnh lên như vậy? Quả nhiên không uổng công sức của ta. Tử Yên, cô sao vậy? Mụ yên tâm, nó không sao đâu. Chẳng qua nó mới sử dụng quyết giải tầm hồn chưởng, điều tiết chưa đúng, nghỉ ngơi thì sẽ không sao.
Thiên Phong, huynh đừng bắt tới yên luyện quyết giải tâm hồn chữ nữa. Tại sao? Bệnh cũ của nó vẫn chưa hồi phục, còn tâm mạch vì luyện công quá độ nên bị thương nặng. Muội sợ tính mạng nó sẽ bị nguy hiểm. Hiểu Thành, muội lo lắng quá. Đúng vậy, quyết giải tâm hồn chữ vẫn chưa có điểm hoàn mỹ, nhưng huynh nhất định sẽ tu chỉnh nó. Hơn nữa ta cũng luyện quyết giải tâm hồn chữ. Không được, loại võ công này mạnh quá. Muội không những lo cho Tử Yên, mà bản thân huynh luyện cũng sẽ bị thương đó. Huynh nhất định phải thử. Bấy lâu huynh bị kềm chế bởi cái gọi là võ lâm chính đạo, huynh phải sáng tạo tuyệt thế kỳ công để thuyết phục chúng. À, huynh rõ biết quyết giải tâm hồn chưởng vẫn chưa hoàn chỉnh, đã biểu Tử Yên tập luyện. Huynh làm vậy sẽ bị các đệ tử khác tức giận, mai mốt làm sao phục chúng. Phục chúng? Ai dám không phục Độc Cô Thiên Phong này? Kẻ nào dám phản đối ta? Nghiêm Hiểu Thanh này không phục huynh. Hả? Hiểu Thanh? Hiểu Thanh? Sư phụ. Hiểu Thanh, tại sao lại phản đối ta? Tại sao? Người ta buồn muốn chết à. Ông trời đúng là không công bằng. Tất cả chúng ta đều là đệ tử, nhưng là võ công quyết giải tâm hồn chữ là chỉ dạy một mình Tử Yên, còn sư phụ nữa. Sư phụ ba lần bốn lượt binh vực nó, thực chất không coi chúng ta ra gì cả. Nó biết lấy lòng người khác nên mới được sủng ái thôi. Nó biết lấy lòng, một người biết lấy lòng sao? Xưa nay sư phụ có thành kiến với chúng ta, đâu phải mùi không biết đâu. Lần này mùi phải lấy lòng Thiên Tôn, chỉ cần làm cho ông ta vui. Từ nay mùi sẽ không cần đố kỵ người nào nữa. Thiên Tôn luyện xong rồi, con đã nấu trà sâm, uống nóng đi. Hả? À, quan tâm tao quá vậy? Thiên Tôn là hào kiệt chân chính, tụi con có cơ hội trở thành thuộc hạ của Thiên Thánh Giáo, có thể nói là vinh dự của tụi con. Nếu Thiên Thánh Giáo ta, ai nấy đều đồng tâm đồng lực, tráng trí hơn người, vậy thì ý muốn sừng bá võ lâm của ta nhất định sẽ mau chóng đạt được. Thiên Tôn võ công cái thế, lại có tráng trí hùng tâm, từ lâu đã phải xưng bá võ lâm rồi. Đột nhiên có kẻ dám đối chọi với ta. Đó chỉ là cái dụng của thất phu. Huống hồ Thiên Tôn mới sáng tạo quyết giải tâm hồn chưởng, có kẻ nào là đối thủ của Thiên Tôn đâu. Người nói rất đúng, nhưng sư phụ của ngươi cho là quyết giải tâm hồn chưởng độc ác quá, không muốn ta tiếp tục luyện. Bởi vì cơ thể của sư muội yếu đuối, không thích hợp luyện thôi. Thật ra làm chuyện lớn không nên để ý chuyện nhỏ. Chúng con thân là thuộc hạ của Thiên Tôn, cho dù tan xương nát thịt cũng là đương nhiên. Ta phải mau chóng thống lĩnh võ lâm. Chúc Thiên Tôn sớm thành sự nghiệp. Sư muội, muội thấy thế nào? Thiên Tôn, con nhất định luyện được quyết giải tâm hồn chưởng. Sư muội, cơ thể của muội suy yếu như vậy, muốn chẳng thà luyện thay muội. Sư muội, sao muội không lên tiếng? Sư muội, muội sao rồi? Sư phụ, sư muội lại ói máu. Sư muội thế nào? Tâm mạch của nó rất yếu. Thiên Tôn. Ủa, là ngươi à? Chắc là người đang nghĩ yếu quyết của võ công thượng thần.
Thiên Tôn, hay là uống chung rượu giải sầu, không chừng sẽ nghĩ ra được kỳ chiêu đó. À phải, sư phụ của ngươi đâu? Con nghĩ chắc đang ở chỗ của sư muội. Chỉ biết quan tâm đến sư muội của ngươi. Thiên Tôn, xưa nay người đều nói con ngoan mà trung với bổn môn, tại sao lại giáo công thượng thẳng như quyết giải tầm hồn chưởng người lại truyền cho Tử Yên mà lại không truyền cho con? Ngươi không sợ ói ra máu giống như Tử Yên sao? Dĩ nhiên không sợ. Con biết chứ Định Thiên Tôn sẽ có cách giải. Hơn nữa, nếu vì người con hy sinh thế nào cũng không sao mà. Anh Ngọc, ngươi đừng tưởng dùng tử sắc thì vũ được ta đâu. Ngươi khinh thường ta quá. Có đâu có. Tuy ta và sư phụ của ngươi có lúc ý kiến trái ngược, nhưng trong lòng ta chỉ có một mình sư phụ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta không háo rượu, cũng không háo sắc. Bích Ngọc. Sư phụ. Con làm gì ở đây vậy? Con chỉ mang rượu đến đây cho Thiên Tôn uống thôi mà. Nếu không có gì, con ra ngoài. Tiểu Thanh, muội yên tâm, muội nhất định tìm cách giữ tính mạng của Tử Yên. Hãy tin huynh. Bích Ngọc. À, sư phụ. Có phải con muốn Thiên Tôn giải quyết giải tầm hồn chưởng cho con không? À, dạ không sư phụ ạ. Nếu con muốn, sư phụ sẽ cho con một cơ hội. Sư phụ, Bích Ngọc không có ý đó. Có hay không cũng được, chỉ cần con hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ biểu Thiên Tôn truyền dạy cho con. Dạ sư phụ. Ngươi lập tức đi tìm Lâm Đại Phúc cho ta. Nếu tìm không được, từ nay đừng hòng trở về đây. Sư phụ. Bích Ngọc, xảy ra chuyện gì vậy? Sư phụ biểu muội đi tìm Lâm Đại Phúc. Nếu như tìm không được, từ nay đừng hòng về đây. Từ nay đừng hòng về đây. Chúng ta đã tìm Lâm Đại Phúc lâu lắm rồi. Thực chất người có ý đuổi muội ra khỏi sư môn. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Huynh không cần hỏi. Ở đây không có giữ người, sẽ có nơi mình dừng chân. Tránh ra. Trời ơi, đây là cây cột chém mấy hả? Có biết người này không? Ngồi xuống rồi hãy nói ha. Thật ra huynh có gặp hay không? Ê, tên này xấu xí quá, làm sao xứng với cô được chứ, phải không? Phải. Nè, cô đưa à, uống chung rượu trước đi ha, chị không? Nè, uống đi. Có biết hay không vậy? Không biết. Không ai được bỏ chạy. Có gặp người này không? Không. Còn ngươi? Không. Có gặp không? Dạ không. Đúng là không gặp à? Dạ. Cứ chạy à? Đừng. Tôi có gặp. Người đúng là đã gặp người này. Tôi cùng làm với hắn. Bây giờ hắn ở đâu? Lưu Gia Thôn, Trung Liệt Tử. Lập tức đưa ta đi. Cô nương à, phải qua sông xa lắm. Bây giờ tôi nghĩ không có thuyền đâu. Được. Cho dù ngươi muốn gạt ta, cùng lắm ngươi chỉ sống được một đêm thôi. Thật ra, ta có gặp ngươi hay chưa? Chưa.
Nếu tôi gặp cô nương xinh đẹp như cô, tôi nhất định không quên. Miệng của ngươi biết cách nói chuyện ngọt ngào như vậy, nếu ta giết ngươi thì đáng tiếc lắm. Không đâu, nếu tôi tìm được Lâm Đại Phúc cho cô sẽ không giết tôi. Cho dù ta tìm được hắn, vậy thì sao? Sư phụ cũng sẽ mượn cớ khác để đối phó ta. Không lý nào. Thông minh lanh lợi như cô nương đây, tướng mạo lại xinh đẹp, không lý nào sư phụ cô nương lại nhẫn tâm đối phó cô như vậy. Ta nói cho ngươi biết, chính vì bả sợ ta cướp Thiên Tôn nên muốn trục xuất ta ra khỏi Thiên Tôn. Trong thâm tâm của bả chỉ có Lệnh Tự Yên. Cho dù ta tìm được Lâm Đại Phúc, ta cũng không nói cho bà biết, để bà suốt đời không tìm được con ruột của bà. Con à, tìm con nào? Lâm Đại Phúc không phải là có đứa con sao? À phải, phải, ông có một đứa con. Ta nói cho người biết, đó chính là con của Nghiêm Hiểu Thanh. 20 năm trước đã mất tích. Sao vậy cô nương? Cô không sao chứ? Người đối xử tốt với ta, có phải sợ ta giết người không? Thành thật mà nói, cũng có sợ đôi chút. Nhưng mà có thể hầu hạ cô gái xinh đẹp như cô nương đây, để cô giết cũng xứng đáng. Coi bộ người cũng khôi ngô lắm. Lâm đại nương. Tới rồi, ai vậy? Lâm đại nương. Ủa, thế bảo chủ là cậu à? Lâm Khang không có ở đây sao? À phải, nó ra ngoài rồi, chắc sắp về tới. Nè, cậu ngồi chơi đi. Không, tôi đi ngang qua đây, luôn tiện vào thăm mọi người thôi. Cậu thật là có lòng. Cậu tự nhiên ngồi chơi, để tôi vô rót nước cho cậu. Dạ được. Lâm Đại Phúc, trời đất bao la kiếm ở đâu ra đây? Thế bảo chủ, uống chung trà đi. À, đại nương. Hả? Người này là ai vậy? À, ông là cha của thằng Khang. Đại nương bà xem đi, bà có biết người này không? Người này, trời ơi, sao giống cha của thằng Khang vậy? Ông đúng là cha của Lâm Khang. Phải á. À nè, cậu lấy đâu ra bức họa này vậy? Khoan đã, tôi hỏi bà, trước đây Lâm Đại Phúc có phải là người trong giang hồ không? Đâu có, cả nhà tôi đều làm tàu hủ mà. À, có một người tên là Nghiêm Hiểu Thanh, bà có biết người đó không? Tôi không biết. Không lẽ Lâm Khang đúng là con của Nghiêm Hiểu Thanh? Lên đây, ngươi còn gì đâu chị thoát. Khoan đã, tôi đã tìm được Lâm Đại Phúc giùm cô. Lần này ta không tin người nữa đâu. Thật mà. Nè, nhưng mà ông đã chết rồi, tôi tìm được con của ông ta. Bây giờ hắn ở đâu? Lập tức đưa ta đi. Không cần phải gấp, chúng ta vào trong ngồi xuống từ từ nói được không? Vậy thì theo lời của Lâm đại nương, Lâm Khang chắc chắn là cốt nhục của sư phụ rồi. Thật ra chuyện này như thế nào? Sư phụ ta từng nói, năm xưa khi người bị truy sát đến miếu Quan Âm,
vì muốn giữ cốt nhục thân sinh của mình, đã đánh tráo đứa con của mình với con của Lâm đại nương rồi bỏ đi. Thì ra là vậy. Ngươi lập tức dẫn ta đi tìm họ. Cô không cần gấp, có thể hai chúng ta sẽ cùng hợp tác. Ý của ngươi? Hôm qua tôi có nghe cô nói sư phụ cô đối xử với cô không tốt, cô cũng không cần hiếu trung với bà. Tức là ngươi muốn ta phản bội sư môn? Không phải tôi muốn, mà là cô muốn. Và tối qua cũng do cô nói, cô không muốn tin tức của Lâm đại nương được báo về. Vậy thì ngươi muốn ép ta giết ngươi? Cô không đành lòng đâu. Không lẽ chưa gì cô đã quên chúng ta đã ân ái một đêm sao? Chưa hết, tôi cũng không đòi hỏi nhiều lắm. Tôi chỉ hy vọng cô cho tôi một con đường sống. Có điều cô không biết, kinh mạch của tôi đã hoàn toàn rối loạn. Nếu tôi tìm không được một người có công lực thâm hậu, tôi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì công lực của Thiên Tôn đích thực là thâm hậu rồi. Quả nhiên cô rất thông minh. Nếu cô nói cho ông biết tôi là con của Lâm Đại Phúc, nhất định Thiên Tôn sẽ dốc hết công lực của mình để cứu tôi. Vậy ta có lợi lộc gì? Cô nghĩ coi, nếu Lâm Khang làm con của họ, vậy thì chắc chắn sư phụ của cô sẽ càng đối xử tốt với Lãnh Tử Yên. Nhưng nếu tôi làm con của họ, cô sẽ có một công lao lớn, và tình cảm của chúng ta. Cô là một người thông minh, không lẽ vậy mà cô không biết? Thì ngươi hãy giao chữ môn đường bá hầu ra đây, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Còn bằng không, ngươi và đám lâu lai của ngươi chết không có đích chung. Bộ ăn mày kia, ngươi thì ta không thả đâu. Có bằng lãnh giết ta đi. Để đó tôi. Dư Danh Thiếu Hiệp, cẩn thận ám khí của hắn. Ê, Hồ Văn Chủ đâu? Đó, ở đằng kia kìa. Được Ban Chủ, ông không sao chứ? Không sao. Cảm ơn Vô Danh Thiếu Hiệp và Hồ Ban Chủ cứu giúp. Xin nhận một lại của đại bổ. Đại chủ mục, nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Vô Danh Thiếu Hiệp mới đúng. Nếu không nhờ y ra tay nghĩa hiệp, tôi nghĩ chúng tôi cũng không thể cứu được ông. Cảm ơn Vô Danh Thiếu Hiệp đã cứu giúp. Đại ơn đại đức Đường Mổ suốt đời không quên. Đại chủ mục, đứng lên. Thiên ma vô đạo, tiêu diệt thiên ma là bổn phận của võ lâm chúng ta, không thể nói ơn đức được. Được, nếu như Đường trưởng môn Bình Nam vô sự, ta hạ cũng phải cáo từ. Hai vị hẹn ngày tái ngộ. Kiểu Thiếu Hiệp. Đường trưởng môn, vậy Thiếu Hiệp này là thế ngoại cao nhân, lai khứ vô tông, tôi tin rằng không ai có thể ngăn cản được. Thưa Trung, Lâm Khang, ta định tìm ngươi. Con bị thương à? Phải, những gì ta làm ở Thiên Sơn đã bị phát hiện rồi. Bây giờ ta không còn đường nào đi nữa. Tôi đã nhắc nhở cậu rồi. Khang, ta biết lỗi rồi. Ta biết những gì trước đây ta làm là không đúng. Ta nhất định cố gắng sửa đổi. Khang, ngươi nhất định phải giúp ta thêm lần cuối cùng. Xin Thủy Nhị cư sĩ ra tay. Bây giờ người của ta đau lắm, nếu không ta sẽ hết thuốc chữa. Nhưng mà con người của cư sĩ không thích tiếp xúc. Tôi sợ là chính vì như vậy
ta mới nhờ ngươi nói dùm. Còn nữa, nếu ngươi mời ra được, nhiều khi ta năn nỉ bà sẽ thương hại ta. Nếu ta được gặp hai vị tiền bối Kim Thạch, có thể họ sẽ tha cho ta. Khang, coi như là giúp ta lần cuối đi, niệm tình của cha ta đi, có được không? Giúp ta thêm lần cuối đi. Thưa Trung, cô đừng vậy mà. Tức là ngươi đã hứa với ta rồi. Cô về chỗ của mẹ tôi chờ tôi về. Được, tâm sự ta nhờ ngươi. Tới liền, ai đó? Đại Nương. Thiếu bảo chủ là cậu hả? À phải, hôm qua mới quay lưng đã không thấy cậu đâu, cậu đi đâu vậy? À, không giấu gì nha Đại Nương. Hiện giờ tôi đang bị nội thương đó. Hơn nữa còn bị rất nặng. Tôi đang tìm người chữa trị. Vậy chữa lành chưa? Chính vì chưa nên tôi mới quay lại đây. Cái gì? Tìm tôi hả? Trời ơi, tôi là dân nhà quê, làm sao biết chữa trị chứ? Đại Nương, bà hiểu lầm rồi. Tôi không phải nhờ bà cứu chữa, nhưng chỉ cần bà đồng ý làm một chuyện giùm tôi, vậy thì tôi sẽ được cứu.